Ok, hai cả nhà nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend. Và lại là mình đây, Tú Trần cả nhà. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi đánh trong cái Colosseum cả nhà. Ok, đây là Fashion Colosseum ha. Đấu trường. Đây là mình cho là đấu trường La Mã đây cả nhà. Rồi, mình sẽ vào. Ok, thì cái này thì nói như thế nào thì mình sẽ giải thích luôn cho một số bạn chưa biết luôn nha. Thì cái này thì mỗi cái khu vực này nó sẽ phân bố một cái rule. Ví dụ như đây là bốn cái rank mà chúng ta có thể sử dụng quái vật theo cái rank này để chúng ta đánh trong này nha. Rồi enter, chúng ta sẽ có bao nhiêu vòng? Một vòng này, 2, 3, 4, 5, và vòng thứ năm này là sẽ là vòng có một bạn boss nữa nha. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta đánh ở đây mà miễn sao các bạn gây sát thương nhiều nhất có thể nha. Đó, gây sát thương nhiều nhất có thể thì các bạn sẽ được số điểm. Và sau khi tổng kết được điểm thì nó sẽ show ra các bạn ở đây là thuộc top bao nhiêu này. Đây ví dụ như mình gây được 3 triệu điểm rồi. Đó, thì mình đang đứng thứ 18.512 bạn xếp hạng trên thế giới ha. Và sau đó chúng ta sẽ kích vào cái hộp quà này. Rồi chúng ta cùng xem. Ví dụ như mình đang ở bao nhiêu 18.000, 14.000 chứ, 14.000, 18.000 cái nhà. Rồi thì mình sẽ được đây, mình sẽ được 10 cái sale nectar và 50.000 cái food nha. Rồi và sau 3 ngày thì nó sẽ tặng quà cho mình. Ok, và như vậy thì để mà kiếm được 100 food, 100 cái sale nectar này thì chúng ta phải đánh nằm ở trong top từ 1.000 đến 5.000 đó. Và để mà được 100 cái astronaut này cả nhà, cái tinh thể này, thì chúng ta phải top từ 500 đến 1.000. Đó, thì yêu cầu cái này là phải có kinh nghiệm nha. Rồi, chúng ta cùng vào này. Cái này mình cũng không có đội hình mạnh cho nên là mình đánh tạm thời thôi nha. Ok, thì cái mẹo ở đây thì chúng ta nên đánh cái hard này nha. Nếu mà càng khó thì quái vật sống lâu. Và quái vật sống lâu thì chúng ta sẽ gây được nhiều sát thương hơn nha. Ok. Còn quái vật mà dễ ấy, thì các bạn đánh cái bập một phát là nó chết liền. Thì cũng mình nghĩ là cũng không bao nhiêu đam đâu. Rồi, nó sẽ đánh khó đi, 20, một lần đây là 20 này. Star, ok. Máy quay thì không biết, chắc là một quay nữa nha. Ok, cái này hệ nước này, thì mình nghĩ là các bạn nên chọn hệ điện đánh đi ha. Cái này mình đánh rồi mà. Ok, để mình vào lại xem. Rồi, cái này đánh rồi cả nhà. Nó sẽ đi qua cái quay 2 này và chúng ta sẽ gặp hệ lửa này. Đây, thì nếu các bạn có thêm hệ nước nha, đây cái chỗ này các bạn nhấn vào dấu hỏi này thì nó sẽ có cái hướng dẫn về khắc chế này. Rồi chúng ta đang chọn một cái thêm hệ nước đi, chúng ta khắc chế đội hình này. Và đội hình 2 thì chúng ta sẽ thấy là cũng là lửa luôn. Thì bây giờ mình phải tìm kiếm một attacker hệ nước chẳng hạn. Attacker hệ nước thì hơi khó ha. Không có nhiều quá nha. Mr. Big Eco level 100. Nó mình không có nhiều đâu. Toàn là đa số hệ nước là tan này ha, tan chủ yếu nha, và support. Căng. K911 cả nhà. K911 thì cái chiêu hệ nước cũng không bao nhiêu. Mr. Big Eco. Ok, ta sẽ lấy thử này. Và bên này thì mình sẽ lấy rất tiếc là không có The Hammer Santa, mà chỉ có The Hammer thôi. Để xem nha. The Hammer Santa là nguyên tố gì ta? Có cùng rank không? Ok, cái nhà thì mình phải chọn thôi. Evira đây, chúng ta sẽ book double nhân đôi đam ha, cho team cái nhà. Rồi vào, mình sẽ book double đam đi cho Rokubik đi cái nhà. Chúng ta sẽ bam. Ok, sát thương không nhiều lắm, được 1.5 triệu điểm này. Rồi vòng 2. Vòng 2 chúng ta sẽ book cho Mr. Eco thử nha. Và chúng ta gây sát thương nhẹ thôi. Đó, mồi trước cái nhà. Để xem. Sạc này. Rồi, Mr. Big. Ui, rất tiếc là không có hệ nước diện rộng nha.
Ok, vẫn được, chúng ta sẽ đánh bạn này trước 400 điểm. Và book tiếp cho Jared Kubik, chúng ta sẽ đam tiếp nha. À, like chẳng hạn, rồi. Oh, hệ like đây này, rồi, boom. Ok. Tiếp tục, rồi, xong. Victory, ok, để xem được bao nhiêu điểm nha các nhà. 6.5 triệu. Đó, thì đây này, cái người chơi đứng top 1 này, 593 triệu điểm, wow. Ok. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục đi tới vòng thứ số 2 nha. Ta. Ok, và chúng ta train team. Rồi, mình sẽ chọn bà nào đây. Để xem cái team của Haystay với nha. Haystay chúng ta sẽ dùng Magic. Mình sẽ chọn Magic ra. Để Magic thì có Nissan Bet. Ok, ngon lành cái nha. Và team số 2 là gì đây? Là cái Magic thì phải có Natter. Natter thì không có không có đây, có Save a Rock cái nhà. Rồi, ok, đập thử nha. Thử xin thử bao nhiêu cái nhà. Ok, vô nào. Đầu tiên là mà búp đồ đam cho bà già này. Rồi, chúng ta sẽ đam. Mình sẽ chọn cái sát thương cao nhất này. Rồi, bum. Wow. Cũng được ha. Rồi, chúng ta sẽ búp ở đây mình sẽ được một lượt nữa này. Thì mình sẽ búp một cái này cho nó né chiêu đi. Rồi, bây giờ gây sát thương sẽ ít này ha. Chúng ta sẽ gây sát thương tạm thời thôi. Và chúng ta sẽ book cái này cho Alarok cả nhà. Và chúng ta gây sát thương hệ thực vật này, 45% luôn. Khá là cao đó cả nhà, gõ này. Bum. Rất tiếc là hệ skill diện rộng cho nên chỉ trúng được một bạn thôi. Căng ha. Book lại Nissan. Rồi, mình sẽ gõ tiếp. Ui, cái team này bị phế rồi nhà ơi. Không được bao nhiêu rồi. Ok, chơi qua thử hit steel nha. Hit steel nha. Ui, bị nếp rồi. Mà này mua evasion nè. Cái này chúng ta phải có shot try thì mới ngon được ha. Tiếp tục là sạc. Và book tiếp đàm. Ta sẽ gõ tiếp này cả nhà. Ui, evasion luôn. Không mõn rồi. Sạc tiếp. Book đam cho anh bạn này. Sạc luôn. Ui, Evira sắp đi rồi nha. Thì mình sẽ đam cái này. Ok. Thì nó gây cho bạn này mất giảm sát thương. Gõ, bum. Boiling, yes. Rồi. Ok, để xem được bao nhiêu nha, bao nhiêu điểm cái nè. 16 triệu, ngon, ngon nha. Ok. Và đứng 600 mấy, đứng thứ 600 mấy kìa. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cái này có 3 quay luôn đó nha. Hơi khó đấy. Level 140 luôn. Wow. Chúng ta sẽ có. Ok, cứ vào đây, cứ vào xem thử đã nha. Đầu tiên, cái quay đầu tiên sẽ là hệ thực vật này, chúng ta sẽ có hệ lửa. Câu thơ thực vật cái nhà. Rồi, và hiệp 2 chúng ta sẽ có là team bóng tối. Thì chúng ta sẽ có Light, chúng ta sẽ có bạn Cherokovic nha. Và hiệp 3 chúng ta sẽ có cũng là hệ bóng tối luôn, chúng ta có Cherokovic. Ok, ngon lành. Thì mình sẽ chọn một bạn, đó là Cherokovic đầu tiên này nha. Rồi, để chống hệ bóng tối, sau đó chúng ta sẽ chơi hệ lửa này để chống thực vật. Thì chúng ta có Kenekro. Ok, ngon lành luôn. Đây. Rồi, vào quái team cái nha. Hy vọng là sát thương cao nha. Ok, thì đầu tiên là cái này là hệ gì đây? Hệ thực vật cái nha. Thì chúng ta có thể là sử dụng một cái này để chống chiêu đi ha. Chống. Ui, cũng ngon này. Mình cũng thấy gây đam to. Ok, ngon lành cả nhà. Vì mấy bạn này có hình như có thêm hệ bóng tối thì phải. Rồi, bây giờ tiếp tục là hệ bóng tối này. Bên này có Megator cả nhà. Bây giờ Serokobit đang hết chiêu ha.
cái bút. Ồ, nó đánh check Evira cái nhà. Rồi xong. Ok, đam luôn. Rồi, 1,8 triệu. Tiếp tục này cái nhà. Là cái này hệ bóng tối tiếp nha. Rồi, nó giết Shadow Kobik rồi. Tiếp tục lại bóng tối thì mình sẽ... Ok, để mình xem thử làm... đây, boom. Wow, quá ngon. Và chúng ta sẽ đam tiếp một cái hệ lửa đi. Rồi. Victory. Bao nhiêu điểm đây? 17 triệu cả nhà. Ngon ha. 17 triệu thì mình đứng thứ bao nhiêu? À, 1476. Rồi. Tiếp theo sẽ là bot nha cả nhà. Ok. Bot Badonot. Chúng ta sẽ có 3 quay và quay cuối cùng chúng ta sẽ gặp bot này. Ok. Và ở đây là có hệ steel này, lửa này. Nói chung thì cũng phải cần. Ok, chúng ta sẽ vào dò thám tình hình đó các bạn. Dò hỏi này. Đầu tiên là hệ đất và hệ lửa, cũng như là steel cả nhà. Hệ đất ha. Chúng ta cần phải có hệ bóng tối. Thì Kenekro có thể đập được nha. Và bà này có Megato. Ok. Cũng ghê đấy. Hiệp 2 thì chúng ta sẽ có là hệ đất luôn. Chúng ta phải có hệ bóng tối này, chúng ta sẽ phải cover cho Kenekro cả nhà. Ok, phải cover cho Kenekro nha. Chúng ta cần phải đổi Irel đi. Thôi không cần. Phải tính cái nhà, cái này chơi phải tính nha. Tính để có sát thương cao nhất. Cái này cũng là hệ đất nữa. Để xem. Rồi, cứ vào chơi thử đi trước. Thì cái này mình có thể lặp lại được nha. Đó, tính gây sát thương cao nhất cả nhà, cố lên. Đầu tiên là nó gây sát thương rồi nè. Chúng ta phải double dam cho. Thôi, book cái này đi. Cho team đồng đều cả nhà. Vừa có save heresy chúng ta sẽ đổi để né được cái đống chiêu ha. Ok, mình sẽ giết King Adam trước. Cái này nó gây sát thương cao rồi. Sạc đi, để nhường Kenekro gây sát thương cao hơn. Ok. Bây giờ Kenekro... Đây, book Kenekro lên. Rồi, chúng ta sẽ có thể gõ được Megatow ông này. Bum. Quá ngon. Rồi, chúng ta sẽ... cho Evasion ha, Evasion cho Evira đây cả nhà. Để Evira không bị chết. Ui, nó đốt chết rồi cả nhà ơi. Rồi thôi xong. Nhường cho cố vô. Rồi, chúng ta sẽ gây sát thương. Cái này nó làm cho bị mắc, bị mù tổng thể. Ui. Nó sẽ phản đam đi rồi. Cùng ghê nha. Sunbun, ok. Ok, Kenekro cả nhà. Thì bây giờ chúng ta không có sát thương diện rộng bên này. Thì chúng ta đánh đỡ bà Thô này cả nhà. Bum, 700.000. Đốt chết này, hôm nay chắc đốt cũng đi luôn. Ok, chưa đi. Chúng ta sẽ gõ, bum. Rồi. Chúng ta sẽ gặp hệ file này. Ui, một cái Deck cooldown cả nhà. Thôi, chắc phải đam thôi cả nhà. Đâm tới đi. Bạn phải có. Rồi hồi sinh, ok. Cái này cái rốt. Không có chiêu. Rồi đi luôn. Ok, chờ đốc cô biết. Yes, mình đỡ được một đam này. Bum, sơn bun. Ignition. Và một cái bunning mà nó chống rồi. Mình sẽ chơi sơn bun tiếp. Ok, bye bye boss. Rồi, bao nhiêu cả nhà? Để xem bao nhiêu này. 15 triệu thôi. Là mình đã được vị trí thứ 754. Ok nha. Trở về. Rồi, thì sau khi mình ra đây thì mình sẽ xem được cái tổng kết của team mình này. Đây, là mình đứng thứ 1425. Mình xếp hạng trên thế giới ha. Và còn 3 ngày nữa. Đó, thì chúng ta nếu hồi được cái này. Cái này cứ... mình không biết là cứ 10 phút là nó sẽ hồi bao nhiêu đây nè. Mình nghĩ là hồi chắc tầm 2 đến 5 điểm thôi ha.
ok, thì thứ 1425 thì mình sẽ xem bảng xếp hạng và mình sẽ có được cái này thôi cả nhà. Ok, nếu mà hết 3 ngày thì mình sẽ được 100 cái nectar. Ok, khá là dễ kiếm ha. Và chúng ta sẽ xây dựng đội hình và cố gắng kiếm được tốt dưới 1000 đi. Sẽ có Astronite. Astronite thì sẽ nâng cấp được rất là nhiều quái vật mới luôn cả nhà. Rồi, như vậy là video tổng quan về Colosseum đánh trong cái fashion ha. Đến là kết thúc nha. Rồi mình hy vọng thì sẽ giúp ích cho một số bạn mới sau khi có cái này dễ tham gia nha. Rồi cảm ơn các nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà các video lần sau. À còn một cái nữa là cái nằm ở ngồi này cả nhà. Đây nằm ở ngồi này này. Đây là cái khu vực tổng kết sau một cái chặng dài luôn nha. Chúng ta đứng từ vị trí thứ bao nhiêu thì nó sẽ tặng thêm một cái này nữa. Ok. Và mình đang đứng thứ là 9.000 cho 10.000 đi. Thì đây, sau khi hết thì mình sẽ được 2.000 cái thẻ này. Ok, cố gắng giữ tốt cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà nha.